Prasat Angkor Wat. Prasat Angkor Wat mình tì tăng sạch nữ phía khăn chương trống xìm riệp. Mình trong ngày 7 km vì tì rung khách tam phlâu cổ máy rư phlâu xa đờ gồn. Sang song nợ đam sát tà vật tì đập bí đói bẻ bát xô dẹ vẹ đà mạnh tì bí khổng chân nam mùi quân mờ rồi đập bấy đò chân nam mùi quân mờ rồi hà sấp đàm bấy ủ tích thoái bẻ vị snu khổng prô mạ nhờ sát nà sát ní miễn lệ cận là o vị chất nâng bằng hai nơi sa lập bạc mái đo o ché đo cầm phù pro chia chun mái môi chum nón san mặt thẻ pra sát ông cơ vót trâu ban sang sang đói prep bị nụ cà ហើយមានអ្នកប្រាជ្ញាច្រើនបានពិភាក្សាគ្នាថាតើប្រាសាទអង្គរវត្តត្រូវបានសាងសង់ជាប្រាសាទឬជាភ្នំបើតាមលោកសកតែប្រាសាតអង្គរវត្តគឺតំណាងឲ្យពិភពលោកប្រាង្គកណ្ដាលតំណាងឲ្យភ្នំព្រះសុមេរុដែលស្ថិតនៅកណ្ដាលពិភពលោក Tàng phạm đầm nang ao công phu phu nôm prea tụ mê rũ đại chi chi thản đầy nắng cu tắc trung vinh cứ chia sọ mất đại phót trung vinh Prasat Angkor Wat miễn chmua đàm thẻ Prasat Borom Vishnu Lok. Phần tay ca vị Wat này chmua Angkor Wat trở ban kê giọt tam pravatasa. Lạ nam đầm bồn cứ miễn nơ tu sơ vật tì đập ra mùi ជាកបិតណាប្រាសាទនេះបានក្លាយទៅជាកន្លែងពុទ្ធសាសនាដ៏ល្បីល្បាញមួយតាមសិលាចារឹកនៅក្នុងសតវត្សទី16ឈ្មោះនៃប្រាសាទអង្គរវត្តគឺព្រះមហានគរឥន្ទ្របត្រព្រះពុទ្ធលោក ហើយមួយវិញទៀតនៅទសវត្សទី17ហៅថាឥន្ទ្របត្រមហានគរស្រីសុធវរពុស្ណុលោក